má nó. Điên với anh em nhà TP thật thì chứ. Bây giờ phải làm sao đấy hả bố? Anh luôn mà biết mũ vàng ở đây là anh luôn không tha cho chúng ta đâu bố à. Bố không sợ. Lúc nãy bố chỉ nhường nhịn anh em nhà TP thôi. Để bố nghĩ cách báo thù anh em nhà nó. À, bố nghĩ ra rồi. Để bố vào bảo thằng mũ vàng ra phá quán anh em nhà TP mới được. Bố thật là thông minh. Được rồi đấy con. Con đi ra đây. Dạ bố. Sao bố lại nhốt con ở đây? Con đừng có hỏi nhiều. Bây giờ bố bảo con việc này này. Chuyện gì bố? Con có biết cái quán ăn vặt của anh TP với người rừng không? Có bố ạ. Cái quán đấy là kẻ thù của chúng ta. Bây giờ con đi ra đấy, phá cái quán đó và lấy hết đồ ăn về đây cho bố. Dạ bố. Bây giờ tao cho anh em mày tàn sát lẫn nhau. Người rừng ơi, lại đây anh hỏi nào. Có chuyện gì về anh? Chuyện bố con nhà áo hồng, anh Lùn cũng đã giải quyết xong xuôi rồi. Bây giờ em ở nhà canh hộ anh cái quán, anh đi khám đôi mắt của anh nhé em. Dạ anh. Không biết cái mắt này khi nào mới thôi đấy. Anh em là Tippy, là kẻ thù của bố mình thì cũng là kẻ thù của mình. Anh em nhà Tippy xong đời rồi. Thằng kia, có anh Tippy ở nhà không? Kêu ra đây tao bao. Anh mua vào, anh quay về rồi à. Em biết nói rồi đây này. Mày buông cái tay tao ra, tao là áo cam chứ không phải mũ vàng của mày nói. Mà anh Tippy đâu rồi, kêu nó ra đây. Sao anh lại kêu anh Tippy bằng nó? Chúng ta là anh em một nhà mà. Mà anh Tippy đâu rồi, mày kêu ra đây. Sao anh lại sợ em? Anh Tippy không có nhà. Mà tại sao anh lại trở nên như vậy? Như vậy là như nào? Tại sao mày lại kêu tao bằng anh? Mà tao có quen biết gì mày đâu. Đau đau quá. Mày buông cái tay tao ra. Răng tự nhiên mình đau đầu thế này nhỉ? Tại sao lại có một cậu bé xuất hiện ở trong đầu mình vậy nhỉ? Thôi, việc bố mình giao mình phải hoàn thành mới được. Mày về nhắc với anh Tippy là đừng bao giờ làm việc xấu nữa nhé. Cuối cùng thì mình cũng đã báo thù cho bố mình. Chắc bố sẽ tự hào về mình lắm đây. Mắt này bác sĩ nói mình là 2 ngày mới khỏi. Người rừng ơi, anh về rồi. Tại sao em lại khóc? Ai làm gì em? Anh ơi, em bị lấy hết đồ ăn rồi anh ạ. Ai lấy đồ ăn của chúng ta? Anh mũ vàng. Anh mũ vàng đang ở đâu em? Em cũng không biết. Nhưng anh mũ vàng lấy hết đồ ăn. Xong anh ấy đi rồi. Anh mũ vàng đi lâu chưa em? Lâu rồi anh ạ. Trời ơi. Em ở nhà canh nhà để anh đi kiếm anh mũ vàng. Mũ vàng. Bố ơi, con mang chiến lợi phẩm về rồi đây. Để đây bố xem nào. Wow, đúng là con trai của ta. Giờ bố thưởng cho con cái gì nào? Bố cho hộp sữa mà uống này. Sao nhiều đồ ăn thế mà bố chỉ cho con mỗi hộp sữa thôi bố? Con đừng có đòi hỏi, phần còn lại bố để cho anh. Dạ bố. Mình cũng là con của bố. Mà sao bố với anh lại đối xử với mình như vậy nhỉ?